Thưa quý vị, vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa lớn cục bộ vào chiều tối và đêm nay. Bà con sống ven sườn đồi dốc, sông suối cần chú ý. Cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Cảnh báo cục bộ có mưa to trên 50mm, dễ gây ra lũ quét và sạt lở đất. Bà con sinh sống ở gần sông suối, sườn đồi núi có độ dốc lớn, đất đá kém ổn định thì cần cảnh giác và có kế hoạch ứng phó. Hãy xác định trước cách di chuyển ra khỏi nhà khi mà thấy dấu hiệu của lũ quét và sạt lở đất, đồng thời xác định phương tiện để di rời và địa điểm sẽ đến. Chuẩn bị sẵn các đồ dùng, nhu yếu phẩm cần thiết để có thể sử dụng khi cần lúc xảy ra thiên tai.